Kìa, cô Linh, sao lại đến đây? Thấy không nhắn tin, cũng không biết cách dùng điện thoại à? Biết, mà sao? Sao cái gì? Từ hôm đấy đến giờ, bảo người ta mở máy ra mà có thèm gọi đâu. Thực ra làm sao? Tôi đã định gọi, nhưng... Nhưng thế nào? Nhưng mà không biết nói gì, nên tôi lại không gọi nữa. Tức chết đi được. Thầy nghe cho rõ đây. Em thích thầy. Thầy có thích em không? Chắc là em hiểu lầm rồi. Thôi, coi như là em chưa nói gì nhá. Vào nhà uống nước đã. Nước nồi cái gì? Ngại một sơ được ấy. Cái này gì? Thực ra làm sao? Tôi cũng biết tính Linh rồi, nhưng tôi vẫn bị hơi bị sốc một tí. Thích thì thôi, làm sao mà phải sốc. Thầy cứ làm như thầy mới 17 tuổi không bằng. Thế vậy nên tôi sợ tôi hơi già. Công nhận là thầy già thật, nhưng mà em lại thích người già vừa phải như thầy. Thôi kìa, đi đâu đây ý? Vào nước. Thầy vừa chẳng bảo em vào ngồi xơi nước còn gì. Chẳng có phép tắc gì cả. Đáng yêu chết đi được ấy. Thời buổi bây giờ giá trị đảo lộn hết cả. Ai lại đến tận nhà tỏ tình như này cơ chứ. Cô đây là... Dạ thưa bác, cháu là Linh, bạn gái anh Phú ạ. Bạn gái à? Dạ. Từ bao giờ? Dạ vừa xong ạ. Dạ thưa bác, cháu cứ nghĩ là anh Phú anh bị ốm nên là cháu phi qua đây luôn, chả kịp mua quà cáp gì cả. Bác thông cảm cho cháu ạ. Năm nay cô bao nhiêu tuổi? Kìa mẹ, sao lại hỏi tuổi, mất lịch sự. Cháu 35 ạ. 35? Tốt mái hại trống. Thế đã kết hôn bao giờ chưa? Dạ chưa ạ. Nhà tôi trông thế này thôi, nhưng không giàu có như người ta đồn thổi đâu. Cái này cháu biết ạ. Với cả là cháu cũng chả quan trọng giàu nghèo đâu ạ. Cô Linh trẻ trung xinh đẹp hiện đại thế này, lấy ai mà chả được. Anh Phú nhà tôi tuổi hơi cứng rồi, sợ lấy nhau không hợp. Kìa mẹ, đã ai nói chuyện đấy đâu mà mẹ. Bác yên tâm ạ, cháu chỉ yêu thôi, không cưới đâu ạ. Nói chung là cháu thích cuộc sống độc thân, tự do cho nó vui ạ. Sao Linh vẫn cứ hay ăn nói tùy tiện thế nhỉ? Làm cho người ta sốc lên sốc xuống. Tôi thì đã đành, còn mẹ tôi nữa chứ. Em có nói gì quá đâu. Thế mà không quá thì tuyên bố với người già là yêu chỉ để cho vui chứ không cưới. Thế còn không quá là gì? Thì sự thực là thế mà. Thế hóa ra Linh coi tôi chỉ là trò tiêu khiển à? Em không có ý đấy. Còn ý gì nữa? Cưới xin lằng nhằng lắm. Em thấy cứ yêu như thế này là thích nhất đấy. Nhưng mà tôi không thích. Thế sao ngày xưa anh nói với em là anh chỉ thích yêu đương vớ vẩn thôi, còn cưới xin nó phức tạp ra? Trước khác, bây giờ khác. Em chả thấy có gì khác cả. Hơn nữa, hai đứa vừa mới công khai yêu nhau được có mấy tiếng thôi, chưa gì đã đặt vấn đề cưới xin rồi. Anh không thấy dơ à? Dơ gì mà dơ. Như bọn trẻ bây giờ đấy, nó chỉ mới nhìn thấy nhau thôi, nó đã tính ngay đến cái chuyện đặt tên con nó là gì rồi. Thế thì thôi, giải tán. Không. Bây giờ là phải trói thật chặt, không buông cho thằng nào cả. Oách chưa? Oách. Trong em giờ đang tan biến, giọt nước mắt rơi ướt đôi hàng mi. Sau bao lời yêu mà anh gian dối, thật lòng em muốn quên. Thời gian mau trôi thật nhanh, cho em bình yên. Kỷ niệm trọn đời bên nhau, trọn đời.